Ở video này mình xin chia sẻ với các bạn một vài thủ thuật nhỏ để cho vật liệu cũng như cảnh của chúng ta nhìn trông đẹp hơn. Các bạn thấy rằng ở đây chúng ta thấy là màu cây nó tương đối giống nhau là thứ nhất. Các cây không có sự biến đổi nhiều về vật liệu, nói chung là cũng khá nhàm. Ở trong forest thì chúng ta có một phần là chúng ta gọi là material đây. Ở đây chúng ta có optimized material, tức là các bạn hiểu đơn giản là chúng ta có một cái giải map màu từ xanh sang đỏ hay là từ vàng sang xanh chẳng hạn, thì chúng ta có thể biến đổi nguyên một giải forest theo cái dạng màu đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên chúng ta làm như sau: các bạn chọn một đối tượng forest, ở đây mình đang chọn đối tượng này chẳng hạn này, mình muốn biến đổi đối tượng này theo một cái giải màu nó khác lạ chút. Ví dụ mình sẽ bấm vào phần Optimize này. Các bạn chú ý nếu các bạn dùng Mental Ray hay là Scanline thì chọn đúng. Đây mình dùng V-Ray, mình bấm Optimize và nhấn Yes. Sau khi nó chạy xong rồi, mình đóng lại. Ở đây các bạn có thể đổi màu sắc cho nó. Mình bấm vào này. Các bạn có thể đổi màu sắc tùy thích. Có thể là màu xanh, đỏ, tím, vàng gì đó. Ví dụ đây 199 đi. 187. 84. Ok. Đây mình chọn một dải màu khác. Giả sử như nó biến đổi từ màu đó tới màu 49. Không. 14. Đương nhiên các bạn có thể kiếm một cái dải màu nào đó của riêng mình. Và đây Rain Room, tức là nó sẽ làm ngẫu nhiên cái dải màu đó từ bao nhiêu phần trăm tới bao nhiêu phần trăm. 100% là cao rồi. Mình chỉ cho khoảng 40% thôi, bởi vì nếu mà quá lớn thì cũng không hay lắm. Còn mình cho khoảng 60 cho các bạn thấy này, 80, 100 đi. Các bạn thấy có sự biến đổi ngay. Bên này mình cũng làm tương tự. Bấm vào Optimize. Yes. Đóng lại. Nếu những hàng cây lớn thì mình nên chọn những dải màu tương đối giống nhau cho đồng bộ. Ok. Bên này mình cũng gọn như thế luôn. 49 này. 0 này. 14 này, ok. Bên kia mình để 100, bên này mình chỉ để 50 thôi để các bạn thấy khác biệt. Bây giờ mình render lại. Các bạn thấy là những điểm này nó sẽ có những điểm khác này. Hay những cụm này nó không nhàm chán nữa. Bên này cũng vậy, bên này các bạn thấy không? Nó bắt đầu xanh đỏ tím vàng rất nhiều rồi. Bên này cảm giác như cây khô á. Bên này thì mình để có 50%, từ 0% 50% thì nó dễ chịu hơn. Còn bên này mình cố tình để cao 100%, các bạn thấy cây cối bắt đầu đổi màu cũng khá chết chóc. Mình render để các bạn thấy hiệu ứng của nó khá mạnh. Bên này mình nghĩ rằng đổi thành 50% như bên này hợp lý hơn. Những cụm cây đã có những cụm cây sáng tối này các bạn, nó đỡ hơn rất nhiều. Vậy là 50% tương đối hợp lý. Mình bấm bên này. Đây 100 mình cho khoảng 40 thôi. Mình render lại. Thì phần Optimize này giúp cái vật liệu của chúng ta nó biến thiên ngẫu nhiên hơn. Còn nếu như chúng ta để mặc định thì cảnh của chúng ta sẽ trông rất là đơ. Thì trên đây là một cái chiêu nho nhỏ để giúp ta làm cái ngoại cảnh của chúng ta trông hợp lý hơn, đẹp hơn. Cái này đỡ hơn rồi các bạn này. Đó, cái này có vẻ dễ chịu hơn. Cần thiết là chúng ta có thể tăng kích cỡ, render lấy hình cuối cùng và kết thúc bài học tại đây.